Dạ em thì trải qua 2 mối tình rồi ạ. Nhưng mà mối tình của em thì chủ yếu là yêu xa thôi. Và em vừa mới chia tay được hơn 1 năm. Thì bây giờ thì em muốn bắt đầu tìm hiểu một cái mối quan hệ mới ạ. Muốn xa hay muốn gần? Xa thì đều là thất bại hết, nên bây giờ em muốn thay đổi là gần đi. Biết đâu lại được happy ending thì sao Đúng rồi. Bạn nữ hiện tại bạn đang ở quận mấy bạn ha? Mình ở quận Thủ Đức ạ. Ở Thủ Đức, mình ở Gò Vấp, thì từ Gò Vấp qua Thủ Đức chắc cũng gần. Hy vọng với một cái địa lý gần như vậy thì chúng ta sẽ có một cái happy ending giống như ý bạn gái muốn, đúng không? Rồi. Em ước muốn có một người bạn trai như thế nào để tiến tới hôn nhân? Dạ thì em muốn bạn trai của em là một người đàn ông chững chạc, biết lo cho gia đình. Nói chung là em rất là thích tiếp người giống như anh Quyền Linh ạ. Lúc nào em cũng theo dõi cái trang Facebook của anh Vườn Linh và chị Dạ Thảo hết ạ. Trời ơi. Nói chung là em rất là ngưỡng mộ cái gia đình. Em có like, có comment không? Dạ có đó. Cảm ơn em. Dạ coi livestream luôn ạ. Trời ơi. Thôi, bạn trai. Thì tích người mà để có thể là trở là vợ. Em muốn là vợ em á. Thứ nhất là phải biết quan tâm chia sẻ với người khác. Cái thứ hai nữa là sống phải có trách nhiệm. Trách nhiệm với mọi thứ, từ mối quan hệ bạn bè cho tới gia đình, cho tới công việc, thì đó là điều mà em muốn nhất. Dạ thôi. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Từ trước tới giờ thì em trải qua 2 mối tình nữa nè. 2 mối tình rồi. Dạ. Sâu sắc không? Có nè. Bạn tại sao lại chia tay? Mối tình đầu tiên thì hồi đó thì còn con nít quá. Rồi bỏ qua đi, mối tình sâu sắc kế bên nè. Dạ không, đó là mối tình mà sâu sắc nhất. Còn mối tình thứ hai là không sâu sắc hả? Mối tình thứ hai thì nói chung cái gì là cũng đầu tiên cũng là nó sâu sắc mà nó để lại cái ấn tượng nhiều nhất. Mối tình thứ hai thì em bị cấm sừng. Cấm sừng. Dạ. Mới chia tay đúng rồi. Dạ. Thôi hèn bây giờ chi, mình quên tất cả mọi thứ đó đi. Mình đang đến một cái mối quan hệ mới, tất cả đều mới hết. Em mong muốn một hình tượng thế nào cho một người vợ tương lai? Hình tượng thì nếu mà xét về ngoại hình á, thì em chỉ cần, không cần phải là đẹp quá đâu, chỉ cần dễ thương được rồi. Em không thích gì, điều gì ở người vợ tương lai của mình? Vô tâm, vô trách nhiệm. Bạn gái thì sao? Em không thích điểm gì ở người bạn trai? Em không thích bạn trai của em tính con nít mà. Con nít nè, rồi hay nhậu nhẹt lai cà. Hay sống ảo em không thích rồi ạ. Ồ, bạn trai có sống ảo không em? Dạ, em không sống ảo, em toàn sống thật. Có hay chụp hình đăng Facebook không? Cũng ít lắm chị ạ. Đăng Facebook tao đăng thiệt, còn đăng cứ sửa 720 độ rồi gì áp yết gì đó mới ảo đúng không? Dạ, cái đó nguy hiểm lắm anh ạ. Nói chung nhìn vô Facebook thì nhìn thấy đẹp, đẹp đúng không? Dạ, ra ngoài thì cũng đẹp nhưng mà đẹp theo cách khác. Sửa hình á là còn đỡ. Sửa hình dù sao cái nền kỹ cũng là cái mặt của mình rồi, chỉ chỉnh sửa chút đỉnh thôi. Ha, chỉ sợ là sáng sáng tập thể dục rồi chạy bộ qua nhà hàng xóm đứng trước xe hơi của người ta chụp rồi đăng Facebook á, nó mới là cái đó mới gọi là ảo. Đứng trước cửa nhà ba rồi hả? Đúng rồi chị ạ. Mình ở nhà lá mà qua nhà lầu đứng chụp hình rồi đăng lên rồi ha, đó mới là ảo đó. Chứ còn sửa hình thì không được. Con người có nhu cầu làm đẹp mà. Được ha. Dạ. Bây giờ nếu như hợp lý được thì khi nào em tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ khoảng từ 1 đến 2 năm chị ạ. Tùy theo cái tình cảm của hai người và tùy theo cái mức độ mà mình thấu hiểu người kia như thế nào. Dạ. Mà cái công việc của em á, có cái định hướng gì phát triển tương lai thêm về kinh tế nó? Em sẽ kinh doanh nhưng mà phải là năm sau, năm 35 tuổi. Năm nay lại nhiêu rồi? Năm nay 26 chị ạ. Trời ơi, 10 năm nữa mới kinh doanh hả? Dạ, bởi vì thật sự đi làm khác với cái việc mà mình kinh doanh. Bởi vì mình kinh doanh thì mình phải bỏ ra cái đồng vốn và mình phải cần rất là nhiều thứ. Có nghĩa là 10 năm nay là vẫn đi làm cho người ta để tích lũy kinh nghiệm rồi kinh dành nghiệm để dành là, đúng tiền. 35 tuổi mới bung ra kinh doanh. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Bây giờ kinh doanh lộ hết. Dạ đúng rồi, chính xác chị. Em mốt là mình có bạn gái mình lập nghiệp ở thành phố luôn, không có về quê nữa đúng không? Dạ. Sau này thì em muốn về quê chị ạ. Ủa sau này là bao lâu? Sau năm 35 tuổi. À là về quê kinh doanh? Dạ đúng rồi. Mà để chị phải hỏi bạn gái này coi có chịu đi về quê mà kinh doanh làm ăn không nha. Về quê được không? 35 tuổi về quê. 35 tuổi hả? Thì hơi sớm quá nhỉ. Đã về quê, nếu mà quyết định về á thì chúng ta về ngay từ những lúc đang em đang tràn đầy năng lượng thế này, em đang có nhiều tư duy và sáng tạo, sức trẻ thế này. Dạ. Mà em đang lập nghiệp từ đây tới 35 tuổi, tức 10 năm. Em đã tạo dựng một cái sự nghiệp ở thành phố này rồi, rồi tự nhiên cái em đủ, em đang thành công, em bỏ 35 về quê, tức phải làm lại từ đầu, đúng chưa? Vậy thì hơi mệt. Dạ. Thôi cái... nhiều khi bây giờ bạn ấy nói vậy chứ 10 năm sau vậy khác rồi. Chém hình chữ lo ngày mai khác có thể. Rồi bây giờ đến qua anh xem
cô gái theo dõi Facebook của anh thế nào nha. Chúc anh like tiếp luôn. Ô, chào em gái dễ thương quá. Dạ. Bây giờ theo em làm dâu á là tốt hay là không tốt? Dạ, em thì người của phụ nữ gia đình, em mình với ba mẹ của bạn đời mình thì nói chung là cách đối xử của hai người sẽ mình sẽ nhận lại giống như vậy thôi ạ. Em không thích nhất điều gì với người chồng tương lai của mình? Ừ, người chồng tương lai vô tâm ạ. Nữa vô tâm nữa. Dạ. Bên kia cũng vô tâm, bên đây cũng vô tâm nữa. Giống á. Có những cái tật xấu gì mà của đàn ông em không thích không? Hút thuốc. Em cực kỳ, nói chung là em thấy đàn ông mà hút thuốc thì em rất là em khó chịu đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi em thích nhất đàn ông làm gì cho mình? Ừ. Nói chung là nấu ăn. Hả? Thì dễ mà. Cái đó khó chứ anh ơi. Khó hả? Cái đó khó chứ. Em biết nấu ăn hả? Em không biết nấu ăn. Trời ơi chết rồi. Dạ không không, em không cần phải nấu ăn đâu. Nấu ăn cho em đâu, có nghĩa là em nấu thì anh có thể phụ bằng những ví dụ lặt rau hoặc là rửa chén cho em bằng như đó là em cũng cảm thấy vui rồi ạ. Rồi thích người đàn ông nấu ăn cho mình ha. Dạ. Anh chưa biết nấu rửa chén thôi cũng được. Đập chén cũng được nữa, miễn có đứng đó là được rồi. Hôm nay mình đi có đi với người thân không? Dạ có, em đi với bạn thân và em họ của em ạ. Chào em. Em chào chị Quỳnh Linh. Ô, chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Toàn bộ quý vị khán giả của trường quay. Chị chào em. Chào em, chị thấy em dễ thương cái sao luôn. Em run quá, hồi hộp quá. Không có sao, vui rồi em. Nói đi em. Qua mà gặp giao tiếp các bạn ở bạn trai đây ấy, thì em thấy rằng là bạn còn trẻ nhưng mà có suy nghĩ chín chắn hơn tuổi. Thì em thấy cũng hợp với lại bạn Bích Phương. Còn hình thức thì cũng ok, tạm được. Ngoại hình thì em nghĩ em tự tin lắm đó chị ạ. Miễn sao là mình tự tin là được. Còn đấy là đánh giá của người ngoài thì chỉ là nghe để tham khảo thôi. Rồi, cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Em đi với chị gái và em gái và bạn của em gái. Rồi dạ. Chị gái chị ruột hả? Dạ đúng rồi ạ. Dạ em xin kính chào quý vị khán giả, anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em thấy là cả hai bạn cũng khá là hợp với nhau. Thứ nhất là xét về hình thức thì em thấy bạn gái này khá là xinh xắn, dễ thương. Và em cũng mong là giữa hai bạn sẽ có một happy ending. Thôi được rồi, cảm ơn chị. Chúng ta bắt đầu kéo màn. Chào bạn. Các bạn. Có một loài hoa đó. Không bao giờ. À, là khóc anh ơi. Nhìn bạn rất là trẻ. Có một nụ hoa hé nở. Mình tặng bạn. Cảm ơn bạn. Anh em nha, tự tin lên. Ấn tượng đầu tiên của em về anh là như thế nào? Nhìn anh rất là trẻ hơn với lại số tuổi. Nói chung là nhìn rất là sáng sủa, dễ thương. Cảm ơn em. Dạ. Còn anh thì sao? Thấy em cũng xinh xắn, cũng dễ thương. Cảm ơn anh. Anh với em thì thấy cũng có nhiều điểm chung đó. Có hả? Ừ. Hình như là em sống bình thường, em sống về cảm tính nhiều hơn là lý tính đúng không? Ừ, dạ đúng rồi. Em là người hướng nội đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Ừ. Thì nói chung qua cách nãy giờ anh đã nghe, anh nghĩ là em biết quan tâm người khác. Dạ. Thì cũng phù hợp với cái tiêu chuẩn của anh. Hy vọng là vậy ạ. Dạ. Nào chúng ta nghĩ sắp tới mình sẽ hẹn hò thế nào? Thời gian và không gian ra sao? Thì có thể mình đi xem cả nhà. Trước giờ em chưa xem bao giờ ạ. Vậy thì mình đi xem. Anh hát luôn cho em nghe luôn. Hát cho em nghe luôn. Rồi hát một bài hát tỏ tình đi em. Em xin hát bài Hòn Đá Cô Đơn. Bởi vì hiện tại là em đang cô đơn. Đúng rồi. Có hòn đá cô đơn rất sớm, đứng ở đó cớ sao một mình. Này câu trai thất tình, buồn làm chi hỡi em. Có chỉ gió bay ngang qua khe nhà thâm mãn tâm hồn mình. Em quên lời chứ. Trời ơi, hèn chi cô đơn là phải rồi. Con gái hát đối đáp liền đi. Em sẽ hát bài Cơn Mưa Tình Yêu ạ. Đó, rất là lãng mạn. Tại vì thường em là có cái tật là hay quên, mà giống như trước đám đông em thường hay quên lời nữa, nên mà em có hát sai mọi người đừng cười em nha. Không sao đâu. Dạ, giống anh em, mình hợp nhau đó. Người yêu ơi,
còn mềm đã héo khô, mà khổ là giấc mơ, những con đường vẫn sương mờ, từng bước chân cuốn theo mùa thu xa lắm, để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ. Rồi ạ. Rồi bây giờ tiến hành bấm nút nha. Tay vào nút bấm đi em. Đó. Cặp đôi này rất hợp lý. Một cô gái rất dễ thương, thông minh. Một chàng trai cũng mạnh mẽ, lanh lẹ ha. Hy vọng là các bạn sẽ trao nhau một cái cơ hội, chúng ta tiến xa hơn. Suy nghĩ thật kỹ nha. Quyền quyết định là ở các bạn. Bao nhiêu đó thời gian cũng đủ để chúng ta cảm nhận được là đối phương có hợp với chúng ta hay không. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Nào, hãy nắm tay nhau. Chàng trai Bình Định và cô gái Phú Yên. Đẹp đôi lắm các bạn nha. Rất xinh đẹp.